Nè. Nó. Đi coi chi kiếm ăn chứ đủ. Chẳng con các bạn ơi. Tiêu ngon lắm. Mày mày gỡ không đụng tôi không gỡ đâu. Quá trình nhiều tay này nhiều dữ lắm rồi. Tay này nhiều các bạn ơi. Thì cái này thì cực nhưng mà kia kéo thì nhanh đúng rồi. Đúng rồi, kem thay cái rổ cái đủ ấy cái xúc cái nhỏ vô lựa rác là lụm. Kè, bên nó cạn kè cá quá trời không có làm gì được đâu. Xuống đủ mà tôi kéo ra đó có một cái một hết cho. Một bọc. Gì đó hả? Ừ, còn không có xuống cá rô dâm á. Đi qua cái eo rồi nè. Nó có cái dũng nè. Kéo cá rô dâm. Có gắn đèn thôi chứ không. Hả, tôi ấy gắn cái sợi dây xích dưới á. Kéo không chứ không có điện phải không? Không, kéo không chứ điện đúng vậy. Nếu mà đi ba người, hai người kéo người đuổi rồi xong xúc lên. Sao chụp thế? Xin chào các bạn nè, bây giờ Hải làm đồ ăn nè, bây giờ Hải đi đồng, bây giờ Hải nhà Hải làm đồ ăn nè cho các bạn nè. Con quéo rồi. Chia 4 người, 4 gia đình này rồi cũng mớ các bạn. Đó, giờ Hải khô quéo là kho xả nó hết rồi. Còn mớ kia thì ngày mai chiên bột. Chuyện mới chân bột đó các bạn. Cái ông Công ngồi nó cà bá một lần á. Thứ gì chưa nổi thứ này các bạn. Mùa dịch là có thứ này ăn thì có thứ gì chưa nổi nữa các bạn. Chắc chỉ có hết đồ cơm thôi. Hết gạo chứ. Quá trời ngon luôn. Xin chào tất cả các bạn nha. Và cả nhà nha. Thì hôm nay mình với hai ông anh đi đuổi cá nè. Giờ nè đây nè. Giờ hai ông anh đang chúng nè. Ông anh đi đuổi cá lồng tông nè các bạn. Đây nè. Thì bây giờ trời hôm nay cũng 2-3 giờ chiều rồi. Giờ ba anh em đi đuổi cá lồng tông vừa kho xả ớt ăn nè, ông anh là đằng này nữa nè bạn thấy không đó là giờ bây giờ ba anh em đi đuổi cá các bạn ơi, thì mời các bạn và ông bà và anh chị cô bác nha, theo mình nha, gỡ cá lát gỡ cá nha các bạn. Giờ ông anh đang đuổi nè, đây nè đó, giờ đang đuổi cá nè các bạn ơi. Dạ văn xong rồi bắt đầu mình gỡ rồi mình cuốn đi lên nó phái lắm. Có dính rồi đó ông Chính. Thấy không kìa, kìa lự chân kìa ông Chính. Đây kìa, nó lự chân kìa, nó lự cái chân của nó, đó thấy không. Nó cầm tọc nó dính. Đây nè, kìa ông nhìn nó cắn con chân. Trời thì nhìn thôi, nhìn nói thôi chứ chưa có. Nói là vô không? À, nói là thấy mình nói cá, nó giật quá trời cá quá trời luôn. Cá, đù, mà cá lóc, cá đồ. Nói dính. Quá trời cá luôn các bạn ơi. Hôm nay lại tục đi giăng lưới nha các bạn. Kìa, quá trời cá luôn rồi kìa. Được con rắn hổ đất khoảng 5kg nữa. Mấy ảnh giờ sợ không dám bắt. Quá trời cá luôn rồi các bạn ơi. Kìa nó nhảy kìa. Wow, kìa các bạn ơi. Đó đó luôn kìa. Chính rồi. Kìa chết bên kia nhảy kìa. Ui đó kìa các bạn thấy bên kia nó nhảy không? Quá trời cá luôn các bạn ơi. Đây này, cái bên đó. Đó kìa nó nhảy kìa. Vô rồi, vô mánh rồi, vô mánh rồi. Đó. Khoảng là chuyến này là lấy bao chỉ xanh gạo dắt về. Các bạn nghe chưa, kỳ này là cá dữ lắm luôn rồi đó. Bao chỉ xanh mới dắt về được thôi. Đó, ông anh đang giăng lưới dưới kìa. Ấy giờ mình kiếm cây đi. Đó, đó. Ê. Nó làm đồ kéo nè. Đó, đổ xuống. Làm đồ kéo nè. Cái này ngon nè, cái này cặp có lưới này, lưới nước ngon nè. Cái này kéo ngon nè Chính. Ừ. Giấu đi gì nữa mình nè. Có lưới có. Mình kéo. Ừ. Ngon nè. Chết. Có đường nước mà có cá là kéo được á. Bắt kéo rồi nè, người đi đuổi vô rồi. Đúng rồi. Đuổi đây là chính nè. Ngã qua để em đuổi. Thôi nè, ông ở trên đi. Ông đây đây, ông quay đây con nhướng đuổi cho em đuổi cho. Nè. Cầm nó ông nói đây rồi coi để em lại đó em đuổi. Nói cá ông gì đó cứ nói thoải mái. Đó. Giờ đuổi cá nha các bạn ơi. Đuổi cá. Kìa, quá trời cá luôn rồi, trời dính rồi. Chuyến này lấy bao chỉ xanh vác về. Vì chia cho bà con ngựa mới á. Quá trời. Đó, nè, giờ đuổi nè. Đó. Quá trời lúng luôn rồi. Đó. Chiến này vô ngập khách luôn rồi. Này nhiều ha. Giang là giờ mình đuổi. Tao rồi nó chạy. Tí cha đuổi mạnh lên nó chạy.
đó à. Đuổi đi, đuổi đi. Rồi, ù mẹ lưới giật quá trời giật coi. Rồi, dính lưới quá rồi giật coi. Nãy giờ phải trắng con vô đó. Chuyến này đủ vậy về là em nào mà có chồng á là không có cho, mà không chồng mới cho. Em nào không chồng mới cho nha, đăng ký lên cho nha. Ship bơi tới luôn. Đó, em nào chưa chồng, ừ, chưa đó, chồng á, số điện thoại cho ổng cho cá đi. Chưa chồng để số điện thoại lại nha, anh gửi cho. Trời, mình giúp bà con qua cái cảnh Covid này đi. Này là chẳng qua đi làm gì về là không có ăn, từ thiện shipper vô cái là gửi cho anh Hải gửi cho. Kiếm nhiều lắm hả? Kiếm nhiều mà. Ê, có thể mình xuống giữa nè, trên. Xuống giữa này không? Xuống giữa này mình cho nó đi. Quá dính rồi. Ba đây mũi cá nè, quá trời nhiều rồi. Chuyến này anh Chính nè, anh Chính đứng nè. Anh nói em nào không chồng gì anh đưa cho nha. Đó. Anh xuống mãi. Em nào mà chưa có chồng, chưa có chồng. Chưa chồng hút hết à. Em mũi cá vậy à. Em nào chưa có chồng đợi số thoại lắm là mai Chính cho đó. Quá trời cá luôn rồi. Nhưng mà. Đó thấy không? Đó. Quá trời cá nhảy à, dính à. Dính à, đó, chậm chạy à. Đó. Thấy không? Nè, đây nè. Dính nè. Trắng con chờ nè bạn ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Đứng gió, đây nè, đây nè, thấy không? Trắng trắng con này chờ nè bạn ơi. Trắng con luôn. Ông Mạnh nó không chờ gỡ rồi. Đó, kệ nhảy bên kia kìa. Bạn thấy bên kia nhảy à, bên này nè. Đó, trắng con luôn. Bạn thấy nó nhảy không? Quá trời nhảy à. Đó. Giờ mình xuống đây mình đuổi tiếp bên này. Không ai nó đuổi bên kia. Giờ mình đuổi bên này. Đó. Cá nó mới vô trong lưới rồi các bạn ơi. Vô dính trắng chân luôn. À, giờ không anh đang đuổi à. Đuổi kia đuổi dài lại các bạn ơi. Đây nè. Đây trắng còn, đây trắng còn đây kìa. Đây là đó. Không anh đang đuổi đấy. Nó nhảy lên bờ bên ông Chính quá trời luôn. Đó, đuổi nhảy trắng con trong này. Đó, nhảy đầu cây đó. Đạp lưới luôn các bạn ơi.
Thế bạn thấy rồi đó, thấy chưa? Hên ngay cái thằng đầu. Ô đây nè bạn, ô đây nè nhảy nè. Đây nè trắng con kìa. Nè nè. Đuổi đây cây chấm đó. Ờ đây nè, đây nè. Nó đang gom đây kìa, đây kìa ông nhìn nó gom kìa. Gom kìa, đó, nhảy kìa. Đó, thấy trắng con chưa mà. Nó không vô lưới ghê chứ. Đó. Đó. Ừ. Này lấy, kéo không ta? Bên đó ông nhìn cái đằng đó nó gom này đó quá trời, mà đây nó không lại đó. Lấy, trời luôn đằng đó. Giờ mà nắm cuốn lưới à. Thì cứ tay nào cũng cuốn, cái đầu có còn sải sải trên đó. Ờ cứ nắm đó, ờ đúng rồi, cái nắm như hoài là ok. Ờ đúng rồi, vậy đó. Là ok rồi. Đó, cái dính nè. Đó, nhấp con kìa. Cộng được rồi chứ. Ờ, cộng trên được rồi. Ờ, đúng rồi, cộng đó là ok rồi. Thôi mà thấy không? Giờ đang tiến nè. Giờ đang cuốn lưới. Đó nhiều chắc cá nhỏ hay sao á, nó lại lên lại đó những cá gì nhoi chân này, cá quá trời luôn, nó cá mà nó mới dính không bạn. Ừ. Trời cá luôn. Cá gì dính dưới đây, ba cá đồng tông không ạ? Đó, mạng có lưới mạng gì đó. Ôi, các bạn ơi, dính quá trời dính luôn rồi. Kéo rồi dễ bắt hơn. Không có. Hả? Không có. Sao không kéo? Lưới này kéo á hả? Ừ, tao lưới điểm á. Không, cái lưới kéo trên tôi ta. À, lưới mà thứ hai người đi chứ hả? Đúng rồi. Sao bữa nó không có. Tôi mới làm. Vậy hả? Kìa, cái bên đó cáo trời mà không có lưới kéo kìa anh nhìn. Kéo đây nè, tôi kéo con cái một gì đủ một dây nè. Trời kìa, bên đó kìa cá một đống luôn mà có làm gì được đâu. Mai tao lấy kéo. Nước cạn á. Vậy đó hả? Cái đó chỗ đó có kéo là bao ngon luôn. Dạ. Có rượu nữa đó. Nó con trai lít mấy đó, trắng trắng đó, rượu đó. Phải kéo biết kêu lên lấy xuống kéo không. Cái gì mai mốt kéo. Đó, quá trời dính luôn các bạn ơi. Làm đó. Kéo ăn mẹ hơn cái này này gì gỡ lâu vết. Không biết kéo thì mau ăn cái này lâu lắm. Gỡ chết luôn à. Để đem lấy miếng lưới. Có lăng kiến không mà. Cái này đủ mấy gì ở đây chứ gì ở đâu. Đó giờ ông đem gặm gỡ đào tàu. Này các bạn ơi, vô nè, nhìn nè. Đó. Đi coi đi kiếm ăn chứ đủ. Trắng con các bạn ơi. Tiêu ăn ngon lắm. Mới đây gỡ không đụng tôi không gỡ đâu. Quá trời nhiều, tay này nhiều dữ lắm rồi. Tay này nhiều các bạn ơi. Thì cái này thì cực, nhưng cái kia kéo thì nhanh đúng rồi. Đúng, kem theo cái rổ, cái rổ ấy, cái ta xúc cái rổ vô, lựa rác là lụm. Kè, bên nó cạn kè cá quá trời, không có làm gì được. Ủa, đâu. Tôi xuống đụng, tôi kéo ngay đó, có một cái một... Phải cho. Một bọc. Gì đó hả? Ừ, còn không có xuống cá rô dâm á. Đi qua cái eo rồi nè. Nó có cái dũng nè. Kéo cá rô dâm. Có gắn đèn thôi, cháu không? Hả, tôi ấy gắn cái sợi dây xích dưới á. Cháu không chứ không có điện phải không? Không, kéo không chứ điện đúng vậy. Nếu mà đi ba người, hai người kéo người đuổi rồi xong rồi xúc lên. Tao trực tỉnh rồi đụng mày hứng gì với anh này. Tôi trực tỉnh mà tôi phá cửa rồi. Cái đó thì nó ăn chua. Ông chính này. Chính kẹt cái nước của mình mà bông cái đó là chính này nó con chua cái này nó mới ngon nè, có con chua thì gì thứ gì cái gì chưa nổi thiệt luôn. Không tốt thì mình nói ướt mà hỏi tại tôi tưởng đâu ướt ướt đâu ướt. Tao lên kiếm nó bây giờ mà kiếm chục con thì ngon. Tại gỡ xuống hang này mò đi mò lại cũng có nữa.
nó cái dòng cạn lắm. Đụng mày tao biết về mai là mai tao lấy tạm chính đi cái. Trở lên đây. Biết không? Mai mượn kế tiếp. Mới làm tôi kéo bữa tôi nhưng còn chờ tôi đi kéo. Thằng kia cá nhóc trời. Trời ơi đụng nó quá. Hai đứa. Thì chia cho mình ngưỡng nước cũng ảnh. To vẫn trắng 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 lý luôn. Cái này nhiều thôi. Cho mày đó này nhịn đi. Đụng mày đưa quá chết à. Lát đâu có đâu. Đủ giờ nó xuống kiếm thêm vậy tiêu, tôi kiếm mất kiếm mới lục bình nữa là xong. Hai cặp cộng sản nữa giờ ông xã rồi. Ừ, thôi, đủ rồi. Đủ có sẵn rồi. Con mà đủ lần 5 lít 5 lít 2 bằng cá gục thì bá nữa không. Thấy không? Cái cái ha. Trong hang á. Bởi gì? Mà cũng hay chứ bộ, giờ ông trước ăn kiến này cũng hay chứ bộ. Ngọt hay. Chụp con dễ bắt lắm. Thì cháu đổ con cứ bá. Gì ta? Nó tin đồ đường cho túi bọc bơi đó. Chỗ nó bán vật liệu vậy. Tay này dính nhiều quá. Giá chừng 5-6 tay như vậy là gòn sức gì ăn. Mới như hoàng bao chính tiền mình cũng làm được cũng nhiều chứ bộ, cứ ăn mình cắm cây cũng làm mình hả không biết đâu cứ sầu kéo xíu kéo, à. Kéo gì nãy kéo rồi không có được hết chán con rồi thôi này bóp cái đầu rút ra nó cũng ra vậy cái nào không ra ngắt cái đầu nó vũ dân à má đi cái này lắc gì cái tay hôi lắm á. Xin chào các bạn nghe nè, bây giờ Hải làm đồ ăn nè, bây giờ Hải Hải đi đồng, bây giờ Hải nhà Hải làm đồ ăn nè cho các bạn nè, con quéo rồi, chia 4 người, 4 gia đình này, người rồi cũng mớ các bạn, đó giờ Hải khô quéo là kho xả nó hết rồi, còn mới kia thì ngày mai chiên bột, trưởng mới chiên bột đó các bạn, cái ông công ngon nó cho bá một lần không, thứ gì chưa nổi thứ này các bạn, mùi dịch là có thứ này ăn thì có thứ gì chưa nổi nữa các bạn, chắc chỉ có hết đồ cơm thôi, hết gạo chứ quá trời ngon luôn, kho cho sắt xuống, cái đầu mình đẩy tiêu nhiều vô nè, cay. Ớt, chiên cho cay các bạn. Ăn bao ngon hết được cơm. Ăn hết được cơm luôn các bạn. Đúng rồi, các bạn thấy không? Sắt lại bắt đầu nắc. Cái này có tư, có xả hay các bạn. Đó, cái này hải có tiêu rồi. Đó, cái này chỉ có ăn hết được cơm luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bạn ngon luôn nha các bạn. Công sức của ba anh em bây giờ chưa giờ nó lại 4 tiếng chia ra được rồi. Nó rồi đó ngày mai thì chiên bột. Còn bữa nay thì tô tê. Nó xong. Các bạn. Này. Mình đảo lên cho nó chín cái nữa rồi tô tê nó khô các bạn. Nó cái này cá hủ ít. Cá rô. Cá hủ ít, cái này cá hủ ít, này cá rô. Cái này mình tông tùm lum cho các bạn, cái này cách chốt thử đứa coi cho các bạn bốn đứng là cá luôn mình tắt cho các bạn thì nó khô rồi đó. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha các bạn.